Chào các bạn, sau đây cô sẽ cùng với các bạn trả lời câu hỏi C1 sẽ gọp lý lớp 12 trong 195 để bài hỏi như sau. Quá trình phóng xạ alpha có phải là phân hạch hay không? Chúng ta cùng quay trở lại khái niệm về phản ứng phân hạch. Phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai hạt mảnh nhẹ hơn. Hai hạt này gọi là sản phẩm phân hạch hay mảnh vỡ của phân hạch. Phản ứng phân hạch tự phát cũng có thể xảy ra nhưng xác suất rất nhỏ. Vì vậy ở đây chỉ quan tâm đến các phản ứng phân hạch kích thích. Chúng ta cùng quay trở lại với quá trình phóng xạ alpha. Quá trình phóng xạ của alpha thì các em đều nhớ đến trước và sau các cái sản phẩm. Chúng hoàn toàn có khối lượng khác nhau rất rất nhiều. Vì vậy không thể coi là hai hạt nhân mảnh nhẹ hơn cho cái quá trình phân hạch này được. Như vậy, quá trình phóng xạ alpha ở đây không thể coi là sự phân hạch. Cô và các bạn có thể trả lời câu hỏi C1 như sau. Quá trình phóng xạ alpha không phải là phân hạch vì hai mảnh vỡ có khối lượng khác nhau nhiều. Như vậy, câu hỏi C1 đến đây là kết thúc.